Xin chào các bạn, mình là Thành, nhân viên kỹ thuật Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình Wi-Fi bằng máy tính cho camera ZK IP Wi-Fi. Thì sau khi các bạn kết nối với giai cáp mạng cho cam Wi-Fi xong, thì các bạn sẽ sử dụng trình duyệt IE để đăng nhập vào cam. Ở đây thì cái IP mặc định của cái line cáp 108 bọt 8073. Rồi, username sử dụng là admin, password. Rồi, đây là cái giao diện chính của cam Wi-Fi. Thì các bạn vào setting. Rồi, cái menu phía bên trái các bạn chọn network. Chọn Wi-Fi. Các bạn check dấu enable lên. Thì đây sẽ là cái danh sách các cái Wi-Fi lân cận. Ở đây mình sẽ sử dụng cái Wi-Fi Trung Đông CO. Các bạn nhấp đúp vào để nhập mật khẩu. Chọn connecting. Thì khi kết nối các bạn chú ý vào cái ô bên dưới nha, cái ô Wi-Fi info nè. Rồi, như vậy là camera Wi-Fi của mình đã kết nối thành công với Wi-Fi Trung Đông CO. Thì cái modem nó sẽ cấp cho cái con Wi-Fi của mình cái địa chỉ IP là 192.168.1.14. Thì các bạn lưu ý là cái địa chỉ IP này nó sẽ hoàn toàn khác với lại cái IP 108 lúc đầu mình dùng để đăng nhập. Thì để phân biệt thì các bạn vào cái tab IP. Thì thông thường thì các dòng cam IP Wi-Fi nó sẽ có hai cái cạc mạng. Cái cạc thứ nhất là để sử dụng cho dây cáp. Thường thì mình sẽ set default cho nó là 192.168.1.108. Thì cái IP này các bạn sử dụng khi các bạn cắm dây mạng vào. Và cái cạc thứ hai là cái cạc wireless, tức là sử dụng cho mạng Wi-Fi không dây. Thì theo như mặc định thì mình sẽ để cho nó theo dạng là IP động. Tức là cái này sau khi các bạn kết nối với Wi-Fi thành công sẽ cấp cho các bạn một cái IP. Thì nếu như các bạn muốn sử dụng cái IP này cho việc netbot để sử dụng tên miền á, thì các bạn nên check vào cái dấu static nè. Để IP này nó tĩnh, nó không có bị thay đổi nữa. Còn ví dụ như nếu như bạn chỉ sử dụng đơn thuần bằng cái cloud không á, thì các bạn không cần cũng được. Đây, mặc định của nó là mình sẽ để IP động ha. Rồi, sau đây mình sẽ sử dụng cái IP Wi-Fi này để mình đăng nhập. 192.168.1.14.8073. Rồi, các bạn cũng đăng nhập password bình thường. Như vậy là phần hướng dẫn của mình về cách cấu hình Wi-Fi trên máy tính cho camera ZK IP Wi-Fi đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.